Clip này em lên cho các bác xem nào. Ba mã âm ly nhé, những dòng âm ly Reatic này, Reatic ba con này đều là receiver hết, đều receiver âm ly đèn, âm ly đài radio ấy. Tần số xem nào, 1, 2, tất cả tần số đều đến 108 bác nhé, đều 108. Con đầu tiên này là con Selwood có model là S7010, con thứ hai là con Reatic STA47, con thứ ba là con Selwood 7100A. Mức giá là con này là con đầu tiên này, con Selwood 7010 này 3,6 triệu này, con Reatic 47 3,8 triệu, con Selwood 7100A 3,9 triệu. Tất cả đều có vỏ hồi gỗ hết ạ. Mức giá này báo cáo các bác này, nói chung là quá chất cho các bác rồi. Về chơi loa thì thôi em, sau đây em sẽ vào từng con một nhé. Mặt mũi phía trước này, mũi sáng có cổng vào AUX FM phono, đều có cả chơi phono nhá, đánh đầu đĩa than thoải mái này. Đây là cổng tai phone, cổng này các bác có thể cắm để sang một bộ dàn khác hoặc là tai nghe. Có cầu AB, ra cổng B, bát chét độc lập, lau lướt có lau lướt ạ. Đặc biệt ở đây có giải FM đến 108, vậy là bắt được cả FM. Về nội thất thì bên trong đấy, nội thất bên trong khá là đẹp, khá và sạch và đẹp luôn đấy. Con này nó còn một phần nữa ở mặt vỉ ở phía dưới, nhưng em không lật nữa bác nhé. Nó còn mặt phía dưới đây này, mặt công suất các thứ nằm phía dưới nữa cơ, không muốn lật nữa. Vì khi mình cắm điện rồi mình lật đi lật lại nó không an toàn, nó hay bị cháy chập, được chưa, nó hay bị cháy chập đấy. Con này ở phía sau có cầu chì bảo vệ này, có hai cầu chì bảo vệ luôn, hai cầu chì bảo vệ. Đây nha các bác, về bác muốn dùng FM AM bác phải đấu thêm cái dây điện vào đây nhé, để làm anten cho nó nhé, anten các bác ạ. Đấy, còn đây có cầu A cầu B này, cầu A cầu B luôn, nó nhìn chưa, cầu A cầu B đấy. Chú ý hộ em là con này chạy điện 120V, chạy điện 120V ạ. Đấy, 120V. Mức giá 3,6 triệu. Con là Selwood đây nhá, con Selwood S7010 3,6 triệu. Sang đến con Reatic, con Reatic này là Reatic STA47. Reatic bắt đầu cần những model nào thì bác tham khảo vào. Con Reatic này thì có cổng phono, có AUX, có FM AM, có hết này. Đấy. Chét bát, bát này chét này, ba lăng này volume có hết ạ. Đây. Nội thất thì bạn. Con này chạy 4 sò than Sanyo. Con sò than Sanyo. Con này sò nó nằm phía dưới hết, nó kín hết, không lọc được. Con này chạy 4 sò than Sanyo hết bác nhé. Vỉ này, nguồn này, nó là quá đẹp, rất là đẹp cho bác luôn. 4 sò than thì đây, rải FM đến 108 luôn. Về phía sau cho bác đây, về phía sau đây ạ. Các cổng vào đây còn sáng choang luôn. Đấy, ông nhìn này, con này trở kháng của nó này 4 ohm này, 8 ohm, 16 ohm. Con này rất dễ đánh âm ly nhé, đánh được âm ly. Bác chú ý hộ em con này điện 120V. Cắm 110 được. Đấy. Chú ý em, nếu mà nhà bác nào có điện 120V thì là cái công suất bát nó càng mạnh càng khỏe, nó đủ điện đấy. Đấy. Con này có mức giá là 3,8 triệu. Con Reatic. Sang đến con này là con Selwood S7100A. S7100A. Con này thì báo cáo bác là đèn nó có một bóng bị cháy. Đấy nhá, bác về mua bóng lắp thêm bóng nó bị cháy nhá. Đấy, bóng này nó mà không cháy nó sáng thì nó sáng rực cái màu nền xanh lên đấy. Được chưa? Con này mức giá 3,9 triệu. 3,9 triệu ạ. Đây ạ. Cổng vào AX FM AM này, hai cầu AB này, bát chét, cân loa, bên trái bên phải cân loa đây. Đấy. FM 108. Mình nhìn con này chưa? Con này cũng gì gì đấy bác ạ, không phải đùa con này đâu. Ý, nhìn kín nội thất luôn. Phần sò của em nó, để em xem nào. Chút nữa em ra kia em cho bác nhìn. Bác nhìn này, nội thất của em nó này. Lắm đèn không? Quá nhiều đèn luôn.
mà đẹp chất nhá. Vừa đẹp vừa chất luôn. Ok chưa ạ? Con đấy. Đây ạ. Tiếp tục. Con này đây. USA Made in Japan. À B, con này hai cầu luôn. Hai cầu. Điện 120V các bác chú ý giúp em nhé. 120V. Còn quá đẹp luôn. Con này sò nó đặt ngoài này. Bốn sò đây, bốn con sò ngoài này, nó lên ngoài này. Đấy, con xe wood. Kìa kìa, hai con kia mới khủng nữa này, em sẽ quay tiếp hai con kia cho bác con xe wood này. Và sang đến đây nữa. Đây nữa. Báo cáo các bác, đây là con âm ly 506. À, 506. 506N. Con này xếp số thứ tự là 506, số thứ tự là số 3. Em tránh để nhầm lẫn những con khác đấy. Số 3 các bác nhìn nhá. Đây bác nhìn nội thất của con này thì bác biết thôi em này. Được chưa? Con này thì báo cáo các bác là chất của nó đây. À, PA vỉ của nó dùng vỉ PA 203. Vỉ Equa, vỉ Equa, vỉ nhẹ nhại vang 203 hết. Dầu 203 Echo nó mềm nó mượt. Được chưa? Đấy, con 506 này. 506 số 3. Con này mức giá 5.900.000, 5.900.000 ạ. Đây những cái này bác cần thì bác để vệ sinh thì nó sẽ sạch luôn đấy, nhưng chưa vệ sinh mới đâu. 5.900.000. Nhá, 5.900.000. Đây, tôi sẽ xong. Đấy. Đây. Cái gì đây Korea CORO KCP 315 cái gì 16A 250V lũ đất. Đây. Con này bác đánh được hai đôi loa bác nhé. Đánh hai đôi loa luôn. Hai đôi loa. Công suất của nó 1080W max. Ok chưa? Đánh hai đôi loa, ok. Cuối cùng con này mới là đỉnh này. Bác nhìn này. Con này là con QSC. QSC nhé. Con này là con QSC USA 900 900. QSC. Con này thì báo cáo các bác là hàng quá đỉnh, giá 8.900.000. Những con này các bác chơi loa Bow hoặc là một số dòng loa Mỹ, loa karaoke, loa nghe nhạc. Chấm hết. Thương hiệu của QS phải nói luôn là rất là nổi tiếng rồi. Đặc biệt luôn. Tất cả bác nhìn đây. Em đang chạy với lại 16 đôi 468 28 16 con sò sắt của Mexico. 16 sò sắt Mexico. Bác nào đang chơi những dòng loa xịn và nghe nhạc xịn nhá thì rước em nó về. Nhìn nó khủng như này cơ mà. Này, đôi 468 con tụ lọc. Quạt này. Quạt của nó làm. Nói chung là dòng này đặc trưng rồi. Chả đấy, chưa có ai chê cái dòng này đâu các bạn. Nó nặng lắm đấy, chỉ có dê thôi. Không để cái đầu này có phân có biến thế nữa rồi, còn quá nặng luôn ạ. Đây ạ. Con QSC hàng made in USA. Ok chưa? Made in USA. Đấy. 4 ôm, 8 ôm vàng hết. Được chưa? Đa số là những cái dòng này này, họ báo này, cái model này tương ứng với lại watt. Đấy. Model này tương ứng với watt. Ví dụ như Crown 1200 chẳng hạn thì là 1200W cái kiểu như thế. Thức đứng thế. Ok cho bác. À, con này mức giá 8.900.000. Hàng này thì bao phê cho bác rồi. 8.900.000 ạ. Chào các bạn. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Nhá.